Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, chuyển sang phần tiếp theo là danh sách thông tin xin khai thị. Ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con nhận được hai trường hợp đã xin đăng ký trước với ban tổ chức, đó là camera Trần Duyên và camera Hà Thị Tào pháp danh Diệu Âm. Trước khi chuyển tới thông tin xin khai thị, chúng con nhận được một tin vui vãng sinh, xin chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng. Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera Vũ Văn Đa, Gia Viễn, Ninh Bình. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm và các quý vị đồng tu trên toàn thế giới. Ban hộ niệm Gia Viễn Ninh Bình chúng con xin kính báo tin vui vãng sinh. Cụ Phạm Thị Mến pháp danh Diệu Mai, 75 tuổi, cụ là một Phật tử thuần thành của đạo tràng chúng con. Cụ biết đến pháp môn niệm Phật từ năm 2012 và cụ bị ung thư tủy cách đây 3 năm. Cụ ăn chay trường được 3 năm. Hàng ngày chăm chỉ niệm Phật, không còn tham chấp thế gian và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cụ luôn tham gia đầy đủ các buổi Zoom của lão cư sĩ Diệu Âm và thường xuyên cộng tu qua Zoom cùng các đạo tràng. Cụ đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị một lần, được cư sĩ Minh Đạt khai thị hai lần. Cụ sống đơn thân, không lập gia đình, người thân con cháu ở xa. Thời gian cuối đời, mặc dù căn bệnh hành hạ đau đớn, song cụ vẫn quyết tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chỉ vì có hai vợ chồng cháu ngoại từ miền Nam về thăm, không kiêng cữ ngũ tân đã làm cho cụ mê mệt và đau đớn quằn quại. Sau 8 ngày nằm bất tỉnh, cụ được nhóm trực ca ở bên cạnh niệm Phật yểm trợ suốt ngày đêm. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, cụ đã xả bỏ báo thân và được ban hộ niệm chúng con cùng với ban hộ niệm Hoa Hạnh Ninh Bình kết hợp cùng với một số ban hộ niệm hết lòng khai thị hướng dẫn. Hương Linh đã để lại thoại tướng bất khả tư nghì, thân tướng tươi hồng mềm mại, để lại niềm tin cho gia đình, hàng xóm và toàn thể đồng tu. Chúng con ai ai cũng hoan hỉ vui mừng khôn xiết. Pháp môn niệm Phật hộ niệm thật là vi diệu bất khả tư nghì. Thay mặt gia đình Hương Linh Phạm Thị Mến pháp danh Diệu Mai và đạo tràng, chúng con thành kính tri ân tới thầy Diệu Âm đã hết lòng vì chúng sinh trong thời mạt pháp này mà giảng nói pháp môn niệm Phật hộ niệm để cứu chúng sinh nghiệp chướng sâu dày như chúng con thoát ly con đường sinh tử luân hồi. Đồng thời chúng con cũng xin thành kính tri ân công đức tới cư sĩ Minh Đạt và đạo tràng Hoa Hạnh cùng với một số đạo tràng khác đã không cả quản ngại thời gian công sức cộng tu, hướng dẫn khai thị cho Hương Linh trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni, thầy Diệu Âm, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, trụ thế dài lâu, kính chúc chư vị đồng tu tinh chuyên niệm Phật, hộ niệm cho nhau. Một báo thân này, ai ai cũng có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận công đức của ban hộ niệm cũng như và gia đình. Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng, ngày ngày hàng ngày các ban hộ niệm trên khắp đất nước Việt Nam cũng như là một số ban hộ niệm trên thế giới cũng đã tiễn đưa người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, để lại thoại tướng bất khả tư nghì chứng minh cho pháp hộ niệm là vô cùng vi diệu trong thời mạt pháp. Kính xin tất cả chư vị hãy trân quý lấy phương pháp niệm Phật hộ niệm để cứu nhau đời đời, trong đời này ai ai cũng có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật ạ.